Có một MC từng hỏi một fan nữ là bạn thích họ đến khi nào? Fan nữ hồn nhiên đáp 4 ngày. MC ngạc nhiên hỏi vì sao lại là 4 ngày. Fan nữ nhìn thẳng vào mắt MC đáp 4 ngày là ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông. Đi lại hỏi 3 ngày thì sao? Fan nữ đáp hôm qua, hôm nay và ngày mai. MC lại hỏi 2 ngày thì sao? Fan nữ đáp đó là ngày chẵn và ngày lẻ. MC lại tiếp tục hỏi vậy 1 ngày. Fan nữ đã đáp một cách hồn nhiên, đó là ngày tôi còn sống.